đố mọi người ấy, là người giàu với người nghèo ấy, khác biệt nhau ở cái gì ấy, mọi người? Đó, khác biệt nhau ấy là hồi xưa ấy, là Mộc học ấy, thì khác biệt nhau chủ yếu ấy, là tư duy ấy, mọi người, ở suy nghĩ ấy, mọi người. Đó, thời xưa mà khi mà hồi sinh viên mà khi mà Mộc đọc cái cuốn sách mà Cha Giàu Cha Nghèo ấy, nếu mọi người chưa kinh doanh hay mọi người muốn thay đổi tư duy ấy, thì mọi người phải đọc cái cuốn sách đấy. Nó là cuốn sách gọi là cơ bản về kinh doanh và cái suy nghĩ, để mọi người có thể học hiểu được cái suy nghĩ của người giàu ấy, mọi người. Đó, như chẳng hạn như thời Mộc đọc câu có suy nghĩ thì gọi là nhỉ? Giống như thời sinh viên ấy, mọi người, khi ngay kể Mộc, khi Mộc không có tiền trong túi, Mộc vẫn nói tao là một thằng giàu. Khi ngay kể chuyện mọi người không có tiền ở trong túi thì mọi người cũng vẫn có thể nghĩ bạn là thằng giàu. Nó giống như là bạn quyết định bạn chọn phe, mọi người. Đó, bởi vì khi mà bạn nghĩ là bạn là một thằng giàu thì bạn sẽ suy nghĩ, bạn sẽ hành động và bạn sẽ làm việc như những thằng giàu á. Nói chung là những thằng giàu nghĩ rất là khác người, bởi vì nó bị toàn bị chửi gọi điên, mà giống như là người bình thường, như chẳng hạn như ba mẹ Mộc ấy, phải không? Nói là kiếm tiền khó lắm, mày tưởng tiền gọi giống như lá mít trên cây, mày thích hái mày hái à? Đó, đấy, hồi xưa là mình luôn luôn bị nhồi cái suy nghĩ vô trong đầu, và ba mẹ Mộc cũng cực kỳ nói về vấn đề ấy nhiều. Nhưng mà những thằng giàu nó lại nói khác, mọi người. Mộc đọc sách nó nói khác, kêu tiền cực kỳ dễ kiếm, tiền ở đây ngoài đường ấy, quan trọng là cái khả năng mà mày có thể kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Nói chung là mày có khả năng mày lượm được bao nhiêu tiền thôi, chứ tiền nó rất là nhiều ở ngoài đường. Mọi người nghe thấy lại không? Tiền rất là dễ kiếm và đầy ngoài đường á. Quan trọng là mọi người có thể lượm được hay không thôi, hay là biết cách để lượm hay không thôi. Đó, tiền rất là dễ kiếm. Khi mọi người nghĩ tiền dễ kiếm thì mọi người sẽ học cách để mọi người kiếm. Còn khi mà mọi người ấy nói là tiền khó kiếm thì y như rằng là nó khó kiếm thiệt. Đó, y như rằng là nó khó kiếm thiệt. Đó, như Mộc nói là tiền dễ kiếm, quan trọng là học được cách kiếm thôi. Mọi người đã học được cách thì dễ kiếm cực kỳ. Đó, nhưng Mộc này đấy, lên mạng nhiều khi nhiều thằng lên trên mạng cứ chửi Mộc, mày nói ngọng vậy sao nói, kêu em nói như vậy nhưng mày nói có tiền, nói như vậy năm kiếm vài tỷ ăn lên ăn nói không, chắc không nói đâu, chắc kéo kẻ họ lên đây nói á. Đó, bộ này là 105.900.000 nhá, gõ đỏ tay nghe nguyên khối 14. Bộ hè Mộc cũng đang làm những cho khách, mọi người. Đó, thì mua tận xưởng bên Mộc, xưởng sản xuất, nó mẫu hàng gọi rất là đẹp, và Mộc bảo hành 5 năm, sâu gỗ, mọt gỗ và nứt xé mặt. Đó, đẳng cấp của Mộc nó là như vậy. Đó, nói chung là khi mà mình chưa làm được ấy, giống như thời sinh viên Mộc nói này, kêu tao sẽ giàu, mấy anh bạn Mộc thằng nào cũng chửi Mộc điên đấy, mọi người. Đó, thằng nào cũng chửi Mộc điên, kêu thằng khùng. Đó, nhưng mà bây giờ giàu thiệt, mọi người. Rồi, chào mọi người nhé.